Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã chủ trì cuộc họp triển khai nhóm công nghệ và năng lượng trong khuôn khổ thực hiện tuyên bố chính trị về việc thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZP. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các chủ đề về phát triển điện gió ngoài khơi, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, phát triển lưới điện thông minh và các hệ thống tích hợp. Tại cuộc họp, các đơn vị đã đưa ra những kinh nghiệm liên quan tới xây dựng khung chính sách, huy động nguồn vốn và chuyển giao công nghệ trong phát triển năng lượng tái tạo tại các nước trên thế giới. Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng ghi nhận những đóng góp của đối tác trong và ngoài nước đối với việc triển khai tuyên bố ZP của Việt Nam và bày tỏ hy vọng các đối tác tiếp tục thúc đẩy thực hiện những cam kết đã đưa ra để huy động nguồn lực hiệu quả cho ZP. Hiện tại, Bộ Công Thương cũng đang làm việc với EVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để xúc tiến các bước chuẩn bị triển khai hai dự án thí điểm điện gió ngoài khơi ở hai khu vực miền Bắc và miền Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống lưới điện cao áp một chiều giúp trao đổi điện năng giữa các hệ thống điện khác nhau về tần số, điều độ vận hành, thậm chí có thể liên kết giữa hệ thống điện mạnh với hệ thống điện yếu hơn nhiều mà không làm ảnh hưởng đến nhau.